Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo và Rượu Ông Tàu, chuyên gia Hàng Ngọc. Tiếp tục lên cho quý anh chị một cái lô đất, nguyên một vườn sầu riêng luôn nha quý anh chị. Tọa lạc ngay xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mặt tiền đường nhựa thông luôn nha. Khu dân cư rất là đông đúc luôn, trường học, ủy ban. Đặc biệt là sát với nhà thờ Phước An đây nha quý anh chị. Cách khoảng tầm là 700m là có nhà thờ Phước An đây ha. Thì đất của mình là cao ráo bằng phẳng nè, đất đỏ ba gian. Hiện tại trên đất của mình là nguyên một vườn sầu riêng luôn, đâu đó khoảng tầm là 20 cây sầu riêng quý anh chị và mít chuối. Tổng diện tích lô đất của mình là 2.000 m², bám mặt tiền đường nhựa là 24m, sâu vào trong là 72m. Đặc biệt đất của mình là nở hậu nha quý anh chị, nở hậu phía sau là 34m. Đây, sầu riêng nè, bự hết nha quý anh chị. Sầu riêng to hết chứ quý chị. Sầu riêng này là có trái rồi nha quý chị. Chỉ là phía sau này là sầu riêng hơi nhỏ này. Thì ở đây là có hai lô liền kề luôn nha. Chủ bán lô bên này. Phía sau lô đất của mình là nở hậu là 34. Qua tới cây sầu riêng bên kia nha quý chị. 34m nè. Chiều dài là 72m. Phía trước mặt tiền của mình, bám mặt tiền đường nhựa là 24m. Tổng diện tích là 2.000 m². Đất của mình là phủ hồng hơn nửa đất nha quý anh chị. Phủ hồng một sầu sầu tư. Còn lại là đất cây lâu năm, lên thổ cư thoải mái luôn quý anh chị. Hiện tại chủ đang kêu giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu thôi. Đất đỏ ba gian, đất này trồng cây ăn trái là em nói với anh chị là không có đất nào qua luôn. Cực kỳ tốt luôn. Quý anh chị nhìn cây chuối nó xum xê là biết đất rất là tốt luôn nha quý anh chị. Đây, phía bên này là chủ đã kéo lưới B40 hết rồi. Bám mặt tiền đường nhựa đây, theo hàng cao này ha. Dài xuống đây. Phía bên này là có nguyên một hàng cao luôn quý anh chị. Thì vị trí mình là sát với lại đường Kim Long Láng Lớn nha quý anh chị. Mình là cách đường Kim Long Láng Lớn đây khoảng tầm là 300m thôi. Và gần đường Láng Lớn Xà Bang. Rồi ra đường Mỹ Xuân Ngãi Giao cũng gần. Khu dân cư đông đúc luôn. Để em quay ra đường nhựa cho quý chị xem nha. Đây là phía trước lô đất của mình quý chị. Thì ở đây là chủ có hai lô nha. Hai lô. Nhưng mà bán một lô thôi nha quý anh chị, còn một lô là chủ để lại làm vườn. Đường nhựa này khoảng tầm là hơn 6m, đường này là hai ô tô né nhau được nha quý anh chị. Tại vì em quay lúc này nó đâu đó khoảng tầm hơn 4 giờ rồi nên là hơi chói, anh chị thông cảm, hơi tối. Đối diện lô đất của mình là có nhà cấp 4, nhà vườn đây. Đây, lô đất của mình đây, chủ đã đo rành móc hết rồi đây. Sổ sẵn công chứng sang tên ngay ha, sổ mới luôn, đây ngay cái móc đỏ này luôn nè. Móc đỏ này ha. Từ cái mí đỏ này, bám mặt tiền đường nhựa, qua ngay hàng cao luôn quý anh chị. Là 24m mặt tiền. Em xin nói lại ha, 24m mặt tiền đây. Ngay trụ lưới này luôn, ngay hàng cao này ha, bên này. Đất của mình là hàng cao này là trong đất của mình nha quý chị. Sâu vào trong là 72m, phía sau nở hậu là 34m. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ quay về hướng đông bắc. Nguyên một vườn sầu riêng, phủ hồng toàn bộ lên thổ cư thoải mái nha. Bây giờ em sẽ quay ra ngay đường Kim Long Láng Lớn này. Đây là ngay ngã ba Kim Long Láng Lớn Xà Bang luôn nha quý anh chị. Phía trước mình là đường Láng Lớn Xà Bang. Đường này là đường Kim Long Láng Lớn này. Đó là hướng vào lô đất của mình nha quý anh chị. Cách khoảng tầm 300m. Còn đường bên này em xin nói lại là đường Láng Lớn Xà Bang, là hướng đi về Xà Bang luôn nha quý anh chị. Đây là ủy ban nhân dân của xã Láng Lớn quý anh chị. Hướng này là đi về quốc lộ 56 ha. Còn hướng ngược lại là ra đường Mỹ Xuân Ngãi Giao, Hòa Bình.
À, mình cách đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình khoảng tầm là 2 km thôi. À, thì đường Mỹ Xuân Ngãi Giao đó mình rẽ phải là đi về quốc lộ 51, đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn rẽ trái là đi về thị trấn Ngãi Giao và đi về Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận nha quý anh chị. Rẽ vào đây một chút xíu thôi. Tọa lạc ngay xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngay ủy ban xã Lăng Lớn luôn quý anh chị. Còn phía trên em một chút xíu là nhà thờ Phước An đây ha. Đây, lên khoảng tầm vài trăm mét là nhà thờ đây luôn nha quý anh chị. À, Phước An. Tất cả khu dân cư ở đây là chỉ có một cái nhà thờ Phước An này thôi nha quý anh chị. À, còn hướng này là đi thẳng ra đường Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình. Ở đây thì khu dân cư đông đúc, trường học, ủy ban rất là gần luôn quý anh chị. À, chờ cũng khá là gần luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đất của mình là sổ sạch, công chứng sang tên ngay, phủ hồng toàn bộ, lên thổ cư thoải mái luôn ha. Em quý anh chị, vị trí của mình ngay chấm đỏ này, ra đây một chút xíu là ngay ngã ba, gặp ngay đường Láng Lớn Kim Long này. Thì hướng này là về quốc lộ 56 được luôn quý anh chị ha. Và đường Láng Lớn Xà Bang này, hướng này cũng về quốc lộ 56 quý anh chị. Còn hướng ngược lại là đi ra Mỹ Xuân Ngãi Giao Hòa Bình này. Sát cái đường Mỹ Xuân Ngãi Giao. Mình là gần đường nhà thờ giáo xứ Phước An, trường học, ủy ban, rất là gần luôn. Khu dân cư tiện ích xung quanh mấy anh chị. Vị trí mình lên vòng xoay Ngãi Giao cũng khá là gần, đi khoảng tầm là 5 km. Còn đi về biển đây mấy anh chị, cách biển Phước Hải khoảng tầm là 30 km này. Và thành phố Vũng Tàu cũng chỉ còn hơn 30 km thôi, 35 ha. Và di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đây khoảng tầm là 70 km, rất là gần. Đấy, anh chị quan tâm thì inbox cho em, thuộc xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mình là sổ mới, công chứng sang tên ngay luôn quý anh chị, sổ 2024 luôn ha. Tại vì chủ mới vừa tách xong luôn nha quý anh chị. Thửa đất số là 261, tờ bản đồ số 14, địa chỉ xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 2000 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây lâu năm. Thời hạn là 2043. Tới 2043 thì mình gia hạn tiếp nha quý chị, không có bị hết hạn ha. Lô đất nở hậu cực kỳ đẹp quý chị, mặt tiền đường nhựa hướng đông bắc này. Và đây là bản quy hoạch của mình quý chị ha. Tổng diện tích là 2000 m² này, ngang là 24, nở hậu là 34, sâu là 72, cạnh 67 m. Lô đất cực kỳ đẹp, phủ hồng phía trước này rất là nhiều luôn quý chị. 1317 là đất ở nông thôn phủ hồng này. Còn đất cây lâu năm của mình là 684,2 m, lên thổ cư thoải mái ha. Rồi anh chị quan tâm thì inbox cho em. Cảm ơn quý chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý chị.